Hello anh em, lại là Healer đây. Thì hôm nay thứ hai ngày đầu tuần, mình lại tiếp tục làm clip phân tích và review ngắn hạn BTC đến cho anh em. Anh em nào mà chưa có nhóm hoặc là chưa có những cái plan tham khảo đầu tuần đầu ngày thì anh em có thể là join vào HC Trade Coin cũng như là Private và Premium của HC để các admin có thể là chăm sóc và hỗ trợ tận tình cho anh em. Ok, thì quay lại với cái chart khung weekly đây thì anh em có thể thấy là ngày hôm nay 7 giờ sáng đã đóng một cây nến rút râu, một cây nến có thể gọi là pin bar đây anh em. Và vị trí nằm của nó thì nằm ngay trên vùng đỉnh nha anh em. Đây thì anh em có thể thấy là tuần trước đã đóng một cây nến pin bar và rút chân như này, và tuần kế tiếp là một cây nến xanh, một cây nến tăng tăng giá và tạo cái bộ inside bar đây. Thì như những cái video lần trước á, mình cũng có view cho anh em làm scan tín hiệu, nó sẽ về những cái vùng này anh em sẽ đánh lên, và SL khá là xa đây ở dưới ngay cái đoạn cái râu này. Thì anh em nào mà bắt được khi mà BTC có cái nhịp phiêu lại về những cái vùng râu này thì anh em cũng đã có lãi, và mình nghĩ là sẽ tuần này sẽ là tiếp tục một cái tuần xanh nha anh em. Ok, mình sẽ chuyển sang daily. Khung daily thì anh em có thể thấy là ngay chỗ này này, ngay chỗ này nó có một cái market short cho tăng nhỏ nhỏ đây nè, đúng không? Thì trong một cái market short cho tăng thì nó sẽ có hai cái vùng hỗ trợ nha anh em. Thì đây sẽ là cái vùng hỗ trợ đầu tiên và đây sẽ là cái vùng hỗ trợ dưới, vùng hỗ trợ thứ hai. Thì anh em có thể thấy là hành vi giá của BTC nó đã tìm về cái vùng hỗ trợ thứ hai ở dưới đây, quanh 64.800, thì nó đã bật lên đây. Thì trước khi mà nó giảm đây thì ngay chỗ cái vùng này nó có compress này anh em, nghĩa là sideways tích lũy á. Thì bây giờ BTC nếu như mà muốn lên á thì bắt buộc nó phải phá hết cái đóng ở phía bên trái này này đó, thì nó sẽ lên được nha anh em. Đây là một cái thử thách cho BTC quanh cái mốc là 70.400 XX. Ok, mình sẽ chuyển sang H1 luôn. Trên khung H1 ở đây thì anh em có thể thấy là mình sẽ quay về những cái đoạn trước nha. Đây, đoạn trước đây là một cái phải là một cái nhịp xả không? Một cái nhịp xả từ market ngày thứ hai đầu tuần, thứ hai đầu tuần tuần trước anh em, là một cái nhịp xả từ market đây. Thì sau khi có một nhịp xả thì BTC đã có hành vi là nó build build cái nền ở dưới đây, build cái nền ở dưới đây nè. Đây thì anh em có thể thấy nó đã sideways tích lũy ở dưới cái vùng này là quanh 65.400, nó có phải là hợp lưu với cái vùng mà support cái vùng cản ở ở dưới nãy trên khung daily mình vẽ anh em, đúng không? Thì sau khi mà nó đã break cái hộp này thì chỗ này là có một cái hành vi test này, đây hành vi test lại và bật lên. Ok, thì ở đây thì chart nó đã cũng đã tăng khá là đẹp và nó build luôn một cái xu hướng tăng như này. Thì bây giờ mình sẽ follow và đánh lên nha. Thì hiện tại ngay chỗ này này anh em, ngay chỗ này có phải là hỗ trợ không, hỗ trợ không, và break thành kháng cự này. Thì chỗ này hành vi thì nó sẽ từ kháng cự thì sẽ thành hỗ trợ quanh đây và nó sẽ đánh lên. Ok, thì anh em nào mà có thể là follow và có thể là đánh BTC á, thì anh em cũng có thể là tham khảo cái plan mình ở đây nha. Ở quanh cái móc là 68.400, anh em có thể là canh tín hiệu và đánh lên, hoặc là anh em sẽ rải ở những cái vùng dưới đây luôn. Nếu như mà nó có xuống thấp thấp hơn dưới đây á, thì anh em sẽ đi CA. Đây, nếu bây giờ mình sẽ kéo cái volume profile ra như này thì anh em sẽ thấy cái vùng nào là cái vùng để mình ưu tiên và đánh nha. Đây, thì anh em có thể thấy là chỗ này là chỗ mà có cái volume nó lòi ra không? Hai phần này là hai phần nó lõm vô này đó. Thì anh em sẽ canh rải vol từ cái mốc là 68.400 xuống đây, 68.100, 67.800 hoặc là 67.500, và dừng lỗ bắt buộc anh em phải dừng ở dưới dưới đây. Đây, dừng lỗ ở quanh mốc là 67.100 nha anh em. Ok, thì plan BTC ngắn hạn trong tuần thì mình vẫn là view lên và đánh lên. Anh em nào chưa có plan thì có thể tham khảo plan mình và có thể là đánh lên ở quanh cái mốc là 68.400 nha anh em. Bây giờ mình sẽ ngó qua một chút về Dom nha anh em, BTC Dom. Đây là khung tuần, khung tuần thì những cái video lần trước á, mình có nói là chỗ này là Dom nó đang có dấu hiệu là sideways thôi. Sideways này, khung tuần nha anh em, nhưng mà có vẻ là ngày hôm nay đóng một cây nến tuần, một cây nến
cường lực, một cái nến Encoffin như này nhấn chìm này, khá khá là đẹp này. Thì không biết là trong tuần này thì Dom nó có một cái tín hiệu nào nó tiếp tục tăng lên ở những cái vùng đây quanh 57% hay không, mình cùng chờ đợi nha anh em. Đây mình sẽ zoom chỗ này ra nha. Ok thì BTC Dom thì anh em thấy là 2 3 4 đã có 4 tuần liên tiếp là nó sideways tích lũy ở quanh cái mốc là 53.3.4% đó. Thì ngày hôm nay là lúc sáng 7 giờ đã đóng một cây nến tuần, một cái nến Dom đã break out hết khỏi cái vùng sideways và có cái hành vi là break luôn cái bóc hình vuông, bóc hình chữ nhật chứ. Nó sideways tích lũy này anh em. Và khả năng nếu như mà Dom nó tiệm cận lên những cái vùng cao hơn đây là quanh 57 58% á, thì khả năng thì anh coi sẽ có một cái nhịp trong tuần này là sẽ đâm đâu đó khoảng là 20 tới 30% á. Còn nếu như mà Dom có tín hiệu là sideways hoặc là có tín hiệu giảm á thì sẽ chứng kiến là một cái nhịp là sóng của anh coi có thể là nó bay trong tuần này trước khi cái sự kiện hai bên xảy ra nha anh em. Ok thì đó là cái plan của Dom. Hai trường hợp nha anh em, một là nó tăng trưởng lên những cái vùng móc đây là quanh 57-58% thì anh em sẽ chứng kiến là anh coi có thể là giảm 20-30%. Còn nếu chỗ này mà nó lên, nó quay đầu mà nó rút râu, nó sideways tiếp tục hoặc là có một nhịp chỉnh về đây thì anh em sẽ canh và tìm những cái con hàng nó sẽ tăng trưởng trong cái tuần này. Ok, và những con hàng nào thì anh em có thể là để ý hệ BRC20. Cái hệ này là hệ sẽ tăng trưởng và ảnh hưởng và được hưởng lợi trong cái sự kiện Bitcoin Halving xảy ra. Anh em có thể để ý như là con Audi này, Audi mình thấy là tăng trưởng khá là mạnh á. Trong 24 giờ với lại 7 ngày thì cũng có cái mức tăng trưởng khá là ấn tượng ấy. Ngoài ra thì còn có SAT này, có Mubi này, có SAVM này, có Audi này và có RAT nữa nè. Ok thì anh em cũng có thể là check chart nha. Audi thì trong tuần vừa rồi mình cũng đã có con trong anh em Rivet, cũng ăn được một cái kèo Audi khá là êm á. Mình cũng ăn được cái kèo Audi trong tuần vừa rồi là đâu đó khoảng 16% ở quanh cái mốc giá là 58 này, nhưng mà mình không có gồng, mình ăn cảm thấy đủ thì mình chốt rồi. Đây mình sẽ mở ra tele nha anh em, tele đây Audi mình có con cho anh em trong Rivet ăn đâu đó khoảng 16% á. Ok thì ngoài Audi ra thì có RAT, con RAT này cũng là hệ của BRC20, cũng như những cái video lần trước mình có làm cho anh em á, thì mình nói là sự kiện Bitcoin Halving xảy ra thì những cái hệ nó sẽ ảnh hưởng và nó tăng trưởng theo á, như là BOW này, BOW này, có CBIT này, có EthDub này, còn BRC20 là có Audi này, có RAT, có SAT, có MUBI này. Đó thì anh em thấy là tuần vừa rồi mình đánh theo trend, theo narrative là chủ đạo thôi, mình đánh Audi, đánh SAT và đánh RAT này. Đây chạc RAT cũng khá là đẹp nè. Bây giờ nếu như mà chạc này anh em cũng có thể là canh test về những cái vùng này nè, 25, 26 đó, 25.9 chứ, 26 thì anh em sẽ canh và đánh lên tiếp tục cho mình. Chạc này khá là đẹp đó. Con sát này thì mình cũng có con cho anh em. Đây M15. Đây con sát này mình cũng có con cho anh em bắt từ ngay cái đoạn này nè, cũng được 15% á. Đây mình sẽ khoe luôn để không anh em lại kêu mình là không có lệnh là nói mỏm nữa, cũng chơi mỏm ra. Đây mình sẽ tìm lại, đây con sát này nè, sát mình có con anh em nè. Đoạn này thì mình chốc lời mất chứ không, nếu như mình gồng thì ăn cũng nhiều á. Ok nha anh em, thì tuần này mình vẫn tin là cái con Audi nó sẽ lead market và trend của BRC20 sẽ tiếp tục tăng trong những cái tuần này và đi tới những cái vùng cao hơn tiếp theo. Anh em có thể là canh và những câu hàng của BRC20 và anh em đánh lên tiếp nha. Ngoài ra thì có BW này, EthDub này cũng khá là ngon á. Anh em nào mà long short thì canh những tín hiệu con này và đánh lên tiếp nha. Đây EthDub thì đóng khung daily, một cái nến tăng cũng khá là đẹp. Đây anh em canh chỉnh vào những cái vùng cần thiết thì anh em sẽ đánh lên nha.
Đoạn này Comrade này, mình nghĩ nó sẽ đi thấp hơn một nhịp dưới đây, rồi nó sẽ tăng lên này. NKN, NKN là trend BRW, thì con này cuối tuần qua thì anh em Private cũng như là Premium ăn con này khá là đậm nha anh em. Ok, thì đó là một chút xíu về plan của BTC cũng như là những cái con hàng chọn và narrative trong tuần này để mà anh em đánh và kỳ vọng là có một cái sóng ăn coin trước halving có thể là xảy ra, anh em có thể là tận dụng để mà ăn lướt sóng nha. Còn nếu như mà BTC Dom nó có cái gì đó nó không khả quan lắm á thì mình sẽ tiếp tục update cho anh em. Đây cũng như là cái plan lúc nãy mình đã phân tích Dom theo hai hướng này anh em có thể là xem lại nha. Ok, và cuối cùng thì mình sẽ chúc anh em đầu tư cũng như là kiếm được nhiều lợi nhuận trong thị trường crypto này. Ok, bye bye anh em.